Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, Tết Ất Mùi đang cận kề, đến thời điểm này công tác chuẩn bị đón Tết cơ bản hoàn tất. Riêng ngành văn hóa thể thao và du lịch đã và đang tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, mừng Đảng, mừng xuân, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay do Cổng Thông tin Nghệ An phối hợp với báo Nghệ An tổ chức, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Hồ Mậu Thanh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình hôm nay. Thưa ông Hồ Mậu Thanh ạ, Tết luôn gắn liền với các cái lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Để chuẩn bị cho nhân dân vui xuân đón Tết thì đến thời điểm này tỉnh đã có các cái chủ trương để thực hiện như thế nào ạ? Tôi nghĩ là để tổ chức cho nhân dân đón một cái Tết yên vui, an lành, tiết kiệm, văn minh, văn hóa và an toàn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ví dụ như là các ngành phải lo giao thông, lo điện, lo nước, lo vệ sinh an toàn thực phẩm, lo hàng hóa, vân vân. Còn riêng ngành văn hóa của chúng tôi ấy, thì được tỉnh phân công là lo cái phần hồn, cái phần vui chơi cho cả từng lớp nhân dân. Thì tất cả những cái việc ấy, nó không ngoài cái hướng dẫn số 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và tôi có thể nói rất gọn, cái tinh thần của cái kế hoạch số 07 ấy là như thế này. Được chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất là nói về trách nhiệm của các huyện, các xã, các thôn xóm đối với cái việc tổ chức cho dân vui Tết đón xuân. Và phải tập trung vào mấy cái việc. Cái việc thứ nhất đó, là phải xác định cho được cái điểm trung tâm để tổ chức cho dân vui Tết đón xuân. Và cái điểm ấy đối với các huyện phải là trung tâm của thị trấn. Đối với các xã thì là trung tâm xã. Và đối với các thôn ấp bản làng thì là nhà văn hóa. Nhà văn hóa. Kỳ thứ hai là phải tập trung là trang trí, tuyên truyền, cổ động về cái mặt bề nổi cho nó tốt, để tạo cái không khí sắc xuân, không khí mừng đảng, mừng xuân. Kỳ thứ ba là đối với các huyện và các xã thì phải làm tốt cái công tác thăm hỏi gia đình chính sách và thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách đối với người nghèo, người khó khăn, để mọi người đều có những yếu tố rất đảm bảo để tổ chức một cái Tết rất là an lành, rất vui vẻ. Cái ý thứ tư ấy, là phải tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các trò chơi dân gian để cho dân vui chơi trong các ngày Tết. Cái thứ năm ấy, là phải đảm bảo được cái an ninh, cái trật tự và chống cho được tất cả các cái biểu hiện tiêu cực xảy ra trong ngày Tết như là cờ bạc, rượu chè, đốt pháo và những vấn đề khác. Và cái thứ sáu á là phải tổ chức tốt cái việc là mừng thọ cho các cụ gắn với Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác. Rồi á phải tổ chức cho dân tham gia cái mùa lễ hội cho nó tốt. Và cái ý cuối cùng á, ngoài cái chuyện vui Tết đón xuân thì không quên thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất và giữ gìn cái an ninh trật tự ở trên địa bàn. Vâng, có thể nói là vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Tương Dương đã tổ chức rất thành công cái đêm hội sắc xuân miền Tây xứ Nghệ. Có thể nói đây cũng là một cái hoạt động đón chào Tết. Thế thì ngoài cái việc tổ chức ở miền Tây thì chúng ta có tổ chức một cái sân khấu như thế, tương tự như thế ở địa phương nào nữa không ạ? Cái việc tổ chức cái đêm hội sắc xuân miền Tây là cái công việc mà chúng ta làm thường niên để tôn vinh những cái giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc. Và vừa rồi thì chúng ta đã làm tốt ở cái huyện Tương Dương. Thế thì sắp tới á, chúng ta sẽ phát trực tiếp cái đêm hội sắc xuân miền Tây ấy ở đài truyền hình của tỉnh. Và chúng ta tổ chức một cái đêm hội giao thừa ở quảng trường gắn với lại bắn pháo hoa. Về việc này thì tôi nói thêm là thế này, đối với cái trách nhiệm của Sở Văn hóa thì phải lo cho tỉnh ở cái
tổ chức Tết ở cái thành phố Vinh là cái điểm nhấn. Thì hiện nay ở thành phố Vinh thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền cổ động, bao gồm cả cụm áp pano, áp phích, băng cờ khẩu hiệu, các thảm hoa, các dải đèn đường ở tất cả các cái đường chính ở trong thành phố. Rồi sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái hoạt động như tôi vừa nói là tiếp tục phát cái đêm hội sắc xuân, tổ chức cái đêm hội giao thừa, thế rồi tổ chức cái hội bảo xuân, rồi tổ chức cái chợ hoa xuân, rồi tổ chức tuyên truyền tổ chức triển lãm các cái thành tựu kinh tế văn hóa kỹ thuật ở cái trung tâm văn hóa tỉnh, rồi tổ chức đêm thơ đấy, rồi tổ chức gặp mặt các cái người nước ngoài và công tác ở Nghệ An, rồi ra xuân thì là tổ chức cái thu hút đầu tư, rồi tổ chức các cái trò chơi dân gian văn nghệ cho dân ở những cái điểm mà trung tâm chính của thành phố. Vâng, và có thể nói rằng là ngành văn hóa thể thao và du lịch những năm qua thì rất quan tâm đến cái việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho nhân dân trong dịp Tết. Tuy nhiên đâu đó thì chúng ta vẫn nhìn nhận ở chỗ rằng là lâu nay thiếu đi các cái mảng trò chơi dân gian. Có vẻ như tuổi trẻ bây giờ họ cũng không còn quá mặn mà. Ví dụ như chúng tôi thấy ở thành phố Vinh thì cũng có như phường Lê Mau thường tổ chức các cái hội cờ người, cờ điếm chẳng hạn. Rồi là Kỳ Sơn thì có chọi bò, rồi là một số nơi nữa. Tuy nhiên nó không được nhiều lắm. Thì ông nghĩ gì về vấn đề này ạ? Tôi cho rằng là các cái trò chơi dân gian là nó thể hiện rất là đậm nét cái bản sắc văn hóa của quê mình và dân tộc, nói rộng ra là như vậy. Cho nên trong những cái ngày xuân thì các cơ quan tổ chức đơn vị, nhất là các huyện, các xã, tôi theo quan điểm của tôi thì không nên không tổ chức những cái hoạt động như thế này để ôn lại cái truyền thống văn hóa của nhân dân xứ Nghệ. Vì hiện nay thì các huyện cũng tập trung vào cái mùi chính như thế này. Riêng ở thành phố Vinh thì chúng ta cũng được tổ chức vào những cái chỗ này. Ví dụ như là đánh cờ, rồi là chơi cờ người, tổ tôm. Rồi ở miền núi thì có đánh đu, rồi đánh còn, ném còn, vân vân. Rồi tổ chức cả cái hội thơ. Đấy là tôi cho là rất là cần thiết. Và hiện nay tỉnh thì đã triển khai đồng bộ cái chỗ này. Vâng. Cũng nói thêm cái dịp Tết và dịp mọi người nghỉ ngơi thì một cái hoạt động rất quan trọng, hoạt động mang tính tâm linh của bà con nhân dân, đó là đi chùa hoặc đến đi đền. Vâng, đi chùa đền đó là một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần hết sức là tiêu biểu của bà con mình. Tuy nhiên đâu đó cũng có một chút ở các đền chùa hiện nay, nếu như không quản lý chặt chẽ thì cũng có biểu hiện là một chút thương mại, ví dụ như là viết sớ, rồi ví dụ như là các hoạt động liên quan khác. Vậy thì để đảm bảo cái hoạt động lành mạnh và hết sức thuần khiết của dân tộc tại các cái đền chùa thì theo ông thì chúng ta phải làm gì, và hiện nay ngành văn hóa thể thao du lịch đã chỉ đạo như thế nào ạ? Về vấn đề này thì có thể nói là thế này. Ở tỉnh Nghệ An chúng ta kể cả lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại thì có tất cả là 20 năm cái lễ hội. Và cái thời điểm diễn ra thì bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng cho đến hết mùa xuân. Và tôi cho đây là một cái hoạt động tinh thần gắn với tâm linh, gắn với giáo dục truyền thống, là nhu cầu của dân. Tất nhiên là trong nhiều năm qua cái quản lý của hoạt động lễ hội ấy, thì chúng tôi vẫn nhận thấy nó còn một số thiếu sót. Như nhà báo vừa nêu, có thể nói là về an ninh trật tự này, thế rồi về nâng giá, ép giá này, thế rồi về cái việc đặt ra những cái dịch vụ lễ phí nó khác thường này, rồi vẫn còn tình trạng người ăn xin này, vẫn còn cái tình trạng mê tín dị đoan, vân vân. Vân vân, tất cả những cái đó nó cũng tạo cho cái lễ hội nó kém sức hấp dẫn và nó thiếu cái văn hóa, cái văn minh. Thế để khắc phục cái tình trạng này thì thứ hai tới đây thì tỉnh sẽ có tổ chức một cái hội nghị tổng kết về lễ hội, sẽ nói rõ những mặt được, những mặt chưa được, những mặt còn tồn tại và chúng ta còn lúng túng để khắc phục, và mời tất cả 25 cái trưởng ban quản lý của 25 cái lễ hội này về để tỉnh triển khai. Cái việc thứ hai á, là Sở Văn hóa đã có cái văn bản hướng dẫn về tổ chức lễ hội năm 2015. Cái việc thứ ba thì hiện nay tỉnh đã phân
cái phòng thanh tra ngành ấy, đi kiểm tra tình hình thực tế và đã uốn nắn cái cách tổ chức lễ hội ở dưới cơ sở. Cái việc thứ tư ấy, là trong cái mùa diễn ra lễ hội ấy, thì thanh tra ngành gắn với phòng di sản phải trực tiếp đến từng nơi để chỉ đạo, để uốn nắn những cái sai sót nó diễn ra một cách kịp thời. Và cái thứ tư ấy, thì một số cái lễ hội hiện nay là đã được phân cấp, ví dụ như tỉnh ấy, lãnh đạo tỉnh ấy, thì tổ chức ba cái lễ hội, đó là lễ hội Làng Sen, lễ hội Uống Nước Nhớ Nguồn và lễ hội Sống Được Cờ Lo, là bây giờ để giao cho tỉnh. Còn tất cả các cái lễ hội khác thì phân cấp cho xã và phân cấp cho huyện. Thế thì phải tuân thủ một cái nguyên tắc á, xã tổ chức lễ hội thì về phần kịch bản là việc xin phép của huyện, mà lễ hội của huyện về phần kịch bản thì phải xin phép thẩm định của sở. Còn những cái lễ hội đời mới mà do sở văn hóa đứng ra tổ chức thì dứt khoát kịch bản là phải xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong lễ hội, với cái mong muốn đó, lễ hội của năm 2015 thì chúng ta khắc phục được những cái thiếu sót. Và như nhà báo vừa nêu, có một cái hình thức nữa, vào các cái dịp Tết ấy, thì thường có các cái trò vui chơi có thưởng của một số cái cá nhân tổ chức nhỏ, và cái điều này nó cũng gây ít nhiều nó gây phiền nhiễu và gây cái hình ảnh mất văn minh ở cái chốn công cộng. Vậy thì theo ông thì cái việc xử phạt đối với các trường hợp mà không đăng ký và hoạt động trái phép thì như thế nào ạ? Cái này thì có quy định của nhà nước và mà lại thuộc quyền của các cấp hành chính nơi có cái lễ hội đó diễn ra. Và chúng tôi cũng đã uốn nắn, chắc chắn là nếu những cái trò chơi là cờ bạc rồi là gây ra những cái nó là cái ảnh hưởng của mất cái tôn nghiêm của cái chỗ lễ hội thì tỉnh sẽ kiên quyết là chỉ đạo và xử lý. Thế thì trong dịp Tết thì có thể nói rằng là ở Nghệ An mình thì có cái lễ hội nào đặc biệt và sẽ thu hút đông đảo du khách, ông cũng có thể chia sẻ để mọi người biết, thông qua đây biết để cùng đến tham dự. Như tôi vừa trao đổi thì ở Nghệ An ta có 25 cái lễ hội, nhưng tôi cho là có 4 cái lễ hội rất là ấn tượng, thu hút được rất là nhiều du khách của muôn phương về đây. Đó là cái lễ hội Đền Cơn, lễ hội Ông Hoàng Mười, lễ hội Đền Bạch Mã và lễ hội Đền Quả Sơn. Thì đây là 4 cái lễ hội gắn với 4 cái nơi tâm linh, 4 cái nơi tâm linh mà có sức thu hút nhất. Mong du khách muôn phương nếu đến với Nghệ An để thực hiện cái tâm linh thì nên đến với 4 cái đền này. Còn một ở qua đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với ông Hồ Mậu Thanh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ở một cái điểm năm nay chúng ta có một cái Tết nữa, đó là cái Tết của dân ca ví dặm. Như sau khi cái sự kiện dân ca ví dặm vừa thành công và rực rỡ và được rất đông đảo bà con nhân dân là hưởng ứng và rất vui, rất là phấn khởi, thì bà con người ta cho rằng là chúng ta năm nay chúng ta còn có một cái Tết khác, đó là Tết của dân ca ví dặm. Vậy thì trong cái dịp Tết này chúng ta có một cái hoạt động nào về dân ca để thu hút bà con và vừa quảng bá cho hình ảnh quê hương, vừa tôn vinh cái vẻ đẹp của dân ca và vừa ủng hộ người dân khi mà người dân biết thêm về dân ca không ạ? Cái dấu ấn của Tết năm nay á, thì theo tôi là nó có mấy cái điểm nhận như thế này. Một là trong cái xu thế khó khăn chung của đất nước á, và của tỉnh nhà, thì tỉnh Nghệ An chúng ta vẫn vươn lên để hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đảng, tạo nên cái niềm sinh khí rất là hồ hởi cho người dân, người ta ăn Tết. Thì đây là cái điểm nhận thứ nhất. Cái điểm nhận thứ hai á, rất đặc biệt là ở trên thành phố Vinh chúng ta nó vừa khánh thành ba cái cầu vượt, ba công trình rất lớn, và hiện nay tỉnh để chỉ đạo là ba cái công trình ấy thì là ba cái điểm nhận về tuyên truyền Tết. Nếu nhà báo có dịp để tham quan á, thì thấy ở ba cái cầu ấy có ba cái cổng chào rất là lớn và gắn với ba cái chủ đề rất là lớn để chúng ta tổ chức cho dân vui Tết đón xuân. Và ba cái cầu ấy thì đều phải được rải cái đèn màu. Và cái điểm nhận thứ ba đó, đúng như nhà báo nói, đó là cái dấu ấn của dân ca ví dặm nghệ tình được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể. Và tôi tin đó, những cái không khí, những cái tuyên truyền cổ động cho dân ca thì đến bây giờ nó đang dư âm, và nó sẽ dư âm dài, cho nên tạo nên cái không khí hồ hởi, sống động
và rất là vui tươi ở trong cái chuẩn bị đón Tết năm nay. Thế còn Tết năm nay thì tổ chức rất nhiều điểm văn nghệ, nhưng mà chủ yếu là hát dân ca. Vâng. Và hiện nay như thành phố Vinh thì Sở Văn hóa đã phát đến tất cả các phường xã những cái địa dân ca đặc sắc, và đã yêu cầu tất cả các phường xã là phải phát trên loa truyền thanh của xã là cái địa dân ca ấy. Vâng. Và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục cung cấp cho gần 500 xã. Vâng. Có cái địa này và sẽ mở hết cho toàn dân nghe cái dân ca Vĩ Dầm. Vâng, quý vị và bạn thân mến, có thể nói cái Tết năm nay người dân Nghệ An có một cái Tết đặc biệt. Ngoài các cái lễ hội truyền thống như các năm trước thì Tết Ất Mùi năm nay chúng ta sẽ có một cái Tết khác, đó là cái Tết của dân ca Vĩ Dầm, khi mà dân ca Nghệ Tĩnh đã được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra quý vị cũng có thể đến Đền Cơn ở Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, có thể đến Đền Bạch Mã ở Thanh Chương, Võ Liệt Thanh Chương, có thể đến Đền Quả Sơn ở Đô Lương, cũng có thể đến Đền Ông Hoàng Mười ở Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An. Tất cả những điểm đến đó là những điểm đến rất là giàu tính bản sắc và giàu tính tâm linh. Tuy nhiên chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, cũng rất mong muốn quý vị sẽ đón một cái Tết an toàn, tiết kiệm và vui tươi phấn khởi. Một lần nữa xin cảm ơn ông Hồ Mộ Thanh đã nhận lời mời tham dự chương trình này. Vâng. Xin cảm ơn ông.